Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái wallet nó dùng để đựng cái đồng coin được hỗ trợ rất nhiều, như là Bitcoin, Ethereum, Ripcoin, Litecoin nè và Celta, hoặc là 300 cái loại coin khác nhau và trên nền tảng của nó. Thì ngoài ra thì nó còn có hỗ trợ cái token swap và rất nhiều cái hỗ trợ khác như là security nè, decentralized và automate, tức là vừa bảo mật vừa an toàn và chống lại hacker ha. Thì để tham gia follow update thì các bạn chỉ cần điền email vào và các bạn bấm vào subscribe thì họ sẽ gửi những thông tin của bạn về cái thông tin cập nhật của cái ví automate này. Thì download thì hiện tại nó rất là hỗ trợ rất là nhiều phiên bản, nhất là Windows nè, Windows, MacBook nè, Ubuntu. Rồi Windows thì các bạn vào Gmail ha, và các bạn bấm vào cài đặt. Các bạn chỉ cần bấm vào Windows nếu bạn đang hệ sử dụng hành Windows ha. Thì bạn chỉ cần bấm vào và cài đặt thôi. Đó là cái beta của nó ở phiên bản 0.0.3.0.333 nè. Vào download nó hỗ trợ rất nhiều nè, Windows, MacBook, Ubuntu và rất nhiều ha. Feature, những cái đặc tính của cái wallet này, thứ nhất là cái gồm whiteboard full, tức là nó có rất là nhiều cái tiện ích ở đây. Là Masterization giúp cho các bạn dễ dàng quản lý các token của mình trên đây. Các bạn có thể thấy là Dashcoin, Bitcoin, Ethereum, tất cả những cái đồng coin này đều trên cái đồng trên cái Automate Wallet này ha. Ngoài ra nó còn có cái việc swap token và hỗ trợ rất nhiều ở cái token wallet này. Security là tính chính như mình vừa nói ở trên đó, là nó giúp mọi người có thể giải quyết cái vấn đề an toàn một cách cao nhất cho người sử dụng, dựa vào cái reverse key và cái device của mình, và không sợ phải mất device và có thể quản lý cái đồng coin của mình cách tốt nhất. Multi currency, tức là quản lý được rất là nhiều cái currency. Hiện tại nó cũng đã hỗ trợ mobile wallet, thì các bạn có thể tải trên cái App Store hoặc CH Play ha. Ông rất là nhiều cái đồng coin đã hỗ trợ của nó là Discord, Ethereum, Litecoin, Ripple, Wisdom. Ngoài ra các bạn có thể xem những cái thông tin liên quan về cái ví này ở trên Twitter nè, Medium. Đây, các bạn hãy bấm vào đây để xem những thông tin của nó ha, về cái wallet coin này nó hoạt động như thế nào, cũng như đồng coin ra sao ha, cũng như là cái việc listing của nó. Có rất nhiều thông tin ở đây về token sale, rep và sale bước được sale rất nhiều về cái wallet này. Về tem thì cũng rất là nhiều tem, nó uy tín ở trên đây ha. Simon, các bạn có thể thấy partner invest của nó gồm có chain token là chain now, community cap và wrap ship. Đây là đánh giá là cái wallet rất là tiềm năng và hỗ trợ rất nhiều đồng coin ha. Xin cảm ơn các bạn review của mình về cái asset wallet đây là kết thúc. Bài thứ hai mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng cái wallet này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn cái token Automate này. Thì nó có cái hiệu là AWC. Thì hiện tại cái token sale của nó có rất nhiều ở đây. Các bạn có thể become an investor theo cái trang web ở đây, như là điền Gmail nè, điền tên, hoặc là điền Telegram ID và chọn một cái mức đầu tư của bạn là từ 500 hoặc 500 ngàn đến 1 triệu ha. Thì cũng dễ thôi, ở đây điền Gmail nè, điền name ví dụ như là name à, ID, rồi các bạn bấm gửi. Vậy là xong cái request token sale form được lưu lại. Và cái bạn có thể tham gia bonus investor thì hiện tại cũng rất là nhiều cái investor của nó là Future,
Within Future, Raman Capital, có rất nhiều cái đồng coin lớn đứng phía sau ha. Thì hiện tại cái wallet của nó đã hỗ trợ rất nhiều là Windows, MacBook, YouTube và rất nhiều token sale. Thì token có tên là AWC và cái full name là Ultimate Wallet Coin và decimal là 8. Tổng supply của nó có 100 triệu ha. Stem by year là 25% mỗi năm. Thì cái có cả white paper, token sale white paper và marketing online có rất nhiều ha. Rap mod của nó thì đến từ 2018 thì nó sẽ hỗ trợ trên nền tảng từ 2020 và tháng 5 2018 thì nó sẽ cái wrap wallet trên nền tảng Litecoin nè các bạn, Wisdom và rất là nhiều tới tháng 8 tháng 10 thì hiện tại nó hỗ trợ rất là nhiều rồi và nó hỗ trợ trên mobile wallet trên iOS, sẽ hỗ trợ rất là nhiều đồng coin trên đây ha, một ví bảo mật và hỗ trợ rất nhiều coin không chỉ riêng nền tảng ERC20 không. Ngoài ra các bạn có thể loan cái airdrop này để hưởng cái 2 tỷ cái token khoảng 40% làm. Có thể loan airdrop cũng rất là dễ ha. Ngoài ra có thể loan bonuity. Thì các bạn có thể xem cái Atom Exchange UI ở đây. Rất nhiều thông tin. Atomic Wallet, the first wallet with cross-chain atomic swaps. Now you can manage all your assets in one secure interface. Atomic Swap is the new technology to connect buyers and sellers within a decentralized framework. You can swap your coins and tokens with no counterparty risk. Ain't third party, it's private party. Immutable, trustless, and distributed multi-asset atomic wallet supports all the top blockchains and over 300 tokens. It is a new type of cross-chain trading, the convenient and versatile decentralized solution for custody-free cryptocurrency exchange. Wallet tới đây hết, mình sẽ để cái link video dưới video để các bạn xem ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, con này một cái hả? À.